Dạ xin kính chào cô chú anh chị. Hiện tại thì Hải đang ở bệnh viện Đa Khoa của thành phố Đà Nẵng quý vị ơi. Dạ cách đây 3 ngày thì Hải cũng đưa bé Rết thì Ba xuống bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng để kiểm tra về tình hình sức khỏe của bé đó quý vị. Thì hôm nay Hải cũng ghé vô bệnh viện để thăm bé một chút và cùng chia sẻ đến cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Miền Trung theo dõi ạ. Ôi dạ. Có bé 3 năm đây hả? Dạ. Xuống đây là bác sĩ kiểm tra ốm là nói sao rồi? Dạ, mai họ nói họ mổ cái chỗ vết thương. À, mai mổ chỗ vết thương hả? Dạ. Bé 3 thì bị lép ho lắm cả nhà. Giống như là cái chén đó, đúng không? Dạ. Hồi trước thì xúc đó, bôi thuốc đó thì đỡ, nhưng mà gần đây sau nó không đỡ rồi. Dạ. Rồi kiểm tra ống thông tiểu rồi bác sĩ nói sao chứ? Ngày mốt thay lại. Hả? Ngày mốt thay lại. Thay ống thông tiểu khác hả? Dạ. Chứ không có lấy ra được luôn hả? Dạ mình lấy được, mình đi cầu nó khó. Đi sao? Thế là mình thay lại cái mới. À. Mình rút thì... Chỉ còn rút ra luôn được hả? Dạ không, tại vì lấy không được. Tối có chỗ ngủ cho em không? Dạ, cái giường bên đó hả? Dạ. Có hai giường ha. Dạ. Hai vợ chồng ăn trưa chưa? Dạ rồi. Ăn rồi. Dạ. Khỏe chưa? Bữa nay xuống đây khỏe hơn bữa hôm mới xuống không? Bữa nay gì vẫn mập đi. Cái hồi mà mới gặp cách đây 3 năm trước hoặc 2 năm trước thì nhìn ốm nhiều ốm nhát. Cố gắng chăm sóc cho vợ ha. Dạ. Quay đem quần áo xuống cho em rồi. Dạ. Bây giờ anh đi công việc á, cả anh ghé ngang qua luôn. Dạ. Định đem quần áo rồi đem đồ xuống cho em đó, nhưng mà quay tới chiều anh đi hay là ngày mai anh đi được ngang qua anh ghé ha. Dạ. Anh tiện đường đi qua đây thăm bé Ba chút. Nghe nói may mổ hả? Dạ. May mổ ngay chỗ vết thương đó là chắc vết lết hả? Dạ. Nói chung ban đầu thì xử lý cái vết lép trước quý vị, rồi xong rồi là đến cái chân đường tiểu hả? Dạ. Tiểu là rút ống tiểu ra, thay ống tiểu khác hả? Thay ống tiểu khác. Chứ không phải là lấy ra luôn hả? Dạ không. Tại vì nếu mình lấy ra luôn mình đái không được, lấy không ra. Đi tiểu không được hả? Phải? Dạ, nó không đi tiểu được. Em là giờ là tại vì nó không chính chủ nữa. Không có cảm giác là sao? Để ông tiểu vậy bất tiện thì xuống đây cứ từng bước rồi đó. Trước tiên là xử lý cái bọng áp bức thương cái lét của nó thôi. Thì lét cái bị hồi trước thì bôi cái thuốc cho lại thì nó hết đúng không? Nó đỡ nó lành, nhưng mà gần đây là nó không lành được. Dạ. Không biết. Nó sâu bên trong nên nó không sâu ý là nó sâu bên trong nên nó không đỡ được. Cắt bỏ cái bên trong cái lép của bé thì thật sự lại không giống quay lên luôn quý vị, giống như là cái tay mình đúng không? Bằng cái này cố gắng vợ chồng luôn ha, anh sẽ đồng hành. Thì hôm nay là có chị dấu tay cũng gửi cho vợ chồng mình 1 triệu, và anh cũng mới gặp cô Nga Nguyễn từ cái ban phai phổi. Anh cũng mới gặp cô Nga Nguyễn, Nga Lê. Anh cũng mới gặp cô Nga Lê ở bên Mỹ á. Thì là có chú Cường Nguyễn gửi cho em 300 đô. 300 đô thì chắc hơn 7 triệu. Thì là được hơn 8 triệu đó. Thì cô đó nói anh là cứ đưa cho vợ chồng em
ví dụ như lần mấy triệu đó để vượt biển ở trong bệnh viện cũng không có đưa nhiều được. Dạ. Ví dụ cần cái việc bị đập á, thì nói cho anh biết. Dạ. À, vừa rồi 5 triệu nó xuống rồi có đóng tiền viện phí gì sao không? Dạ có 1 triệu. À, đóng viện phí 1 triệu hả? Dạ. Thì anh nói rồi đó, hai vợ chồng mình thì cứ mua cái gì ăn uống bồi bổ sức khỏe đi ha. Dạ. Rồi mua cái gì lặt vặt, mua bình thủy rồi đi chứ. Mua bình thủy nước nóng á. Dạ. Rồi anh xem là đem một cốc xuống rồi cho mấy em uống. Dạ. Vì hôm nay mình cũng đi ngang trên đường của bệnh viện bận việc quá nên là không có sắp xếp được. Chắc chiều nay rồi mai, vì hai ngày nay thấy cũng bận việc ở nhà rửa xăm mà này kia nhiều quá. Bữa qua xuống mà cũng còn bận quá không xuống được. Dạ. Mua bình thủy chưa? Bình thủy nước nóng á. Dạ chưa. À, cứ lấy tiền mua đi nha. Dạ. Rồi anh gửi tiền thêm. Chứ cũng mấy ai thì cũng lo sợ là không có tiền nữa cả nhà. Nhưng mà ở đây thì việc là anh nghĩ rằng chắc vợ chồng mình thì họ cũng được miễn giảm nhiều đó, người ông bầu thì cũng được gần 100% đấy phải. Dạ. Tại vì bảo hiểm đó không biết rằng mình quét nó không được. Bảo hiểm bị lỗi hả? Dạ, khi mình quét ra thì lỗi, không biết rằng. Đó, đó cũng chui, bảo hiểm bị lỗi à. Vừa rồi cũng vô bệnh viện, bảo hiểm làm mất thời gian cả cũng lâu cả nhà. Cái ngày tháng năm sinh á, bé ba ngày 1 tháng 1 đúng không? Dạ. Yeah. À, nhưng mà trên bảo hiểm là để ngày 7 tháng 1. Không biết mấy anh chị ở trên nó nhập sao nó mà không bị lỗi. Mà không biết là có xử lý được không, hay là nếu mà không có bảo hiểm là đắt nhiều tiền lắm á. Rồi họ có báo em sao không? Dạ không. Hả? Dạ không. À, cho lên nằm đấy đó hả? Dạ. À. Lên nằm làm từ mấy anh về tới 6-7 giờ luôn vẫn chưa xong. 6-7 giờ chưa xong? Dạ. À, thì cô chỉ có bị trục trặc bảo hiểm đó đúng không? Dạ. Khổ vậy đó. Sai cái giấy tờ của vị, cái ngày tháng năm sinh với lại cái tên khác nữa như vậy. Cái tên em là Bờ Ha. Bé rết thì ba mà tên nó là để Bờ Ha. Phải không? Dạ. Vừa rồi là hãy đậu xe họ không cho nên họ bắt đi ra ngoài. Thật ra không có chỗ đậu xe là để cho cá nhân làm việc. Bây giờ anh gửi thêm này là cho vợ chồng mình 2 triệu đi. Mình đêm mai có mổ hay là có anh cũng ở cách đây cũng 700 cây số đó. Nếu mà em có gì cứ gọi cho anh ha. Nếu mà anh ở trong thành phố Đà Nẵng. À, nhưng nếu mà anh ở xa thì anh nhờ người tới đây. Đi. Dạ. À, giờ đến chiều anh coi thử là anh lên đây quần áo xuống được cho em á. Dạ. Quần áo rồi có cái gì anh đem xuống đi. Đang gửi em 2 triệu này. Thì trong cái quỹ là vẫn còn nha. Dạ. 1 triệu của chị dấu tay, em ảnh thường quân dấu tay. Và 300 đô của cô Nga Lê gửi cho chú Cường Nguyễn ở bên Mỹ. 300 đô thì anh chưa đổi nhưng mà chắc tầm cũng 7 triệu, hơn 7 triệu, và đây hơn 7 triệu đó. Dạ. Đây là 2 triệu ha, anh gửi đó rồi em mua dụ như là mua bánh rồi mua sữa rồi mua cái gì đó ha. Dạ, cảm ơn anh. Nói chung là bọn em ở đây thì cứ yên tâm ha. Dạ. Anh gửi tiền đó, bọn em thích mua gì ăn chứ còn anh không biết bọn em thích ăn cái gì. Ăn uống cái gì mà thích ăn là mua ha. Dạ. Còn để anh đem chiều thì anh đem, nếu mà đem quần áo xuống được đem cho một cốc đủ ha. Dạ. Cốc đủ vậy thôi. Uống sữa hai vợ chồng mình uống sữa bình thường mà đúng không? À, mua sữa để cho vợ uống thì. Dạ. À, còn anh cũng biết bạn em thích cái gì đó, mua rồi đôi lúc không ưng vậy cũng. Giữ tiền cẩn thận nha. Ở bệnh viện mới lại điện thoại rồi đó ha. Dạ. Ở trong bệnh viện thì chứ cũng phức tạp lắm, hiểu không? Dạ. Nhiều người mất điện thoại lắm á nghe. Dạ. Điện thoại phải giữ cho cẩn thận, hiểu không? Dạ. Chứ không ai giữ cho mình đâu, không phải giống như ở quê em nó quan này đâu, tối thủ phải cắt chỗ nào đó, hiểu không? Dạ. Thì bà cũng vậy, cắt cho cẩn thận chứ không là mất là nhiều người đó quý vị vô trong bệnh viện đó, bà con đồng bào ở trên đó chúng ta chủ quan, còn nhiều người mất tiền mất điện thoại nhiều lắm, nên là mai mổ xong rồi có gì báo cho anh biết đó nha. Dạ. Còn chăn của em xong bạn ấy có cử động về được rồi đúng không? Còn chia sẻ cho anh. À được rồi. Cắt mà lúc mà anh lên đó là đau cử động rồi đúng không? Nói chung là bé ra xuống đây cũng từng bước quý vị.
trước tiên là chữa có vết vết lét, rồi sau đó là ngày mốt lên đó là đổi lại ống tiểu rồi. Dạ. Mai là mổ có vết lét rồi ống tiểu, rồi cái chân này giờ mà làm sao mà đứng dậy được là tốt luôn á. Chắc cũng qua cái vật lý trị liệu. Thứ hai nữa là nếu mà không được nữa thì anh có cái cách để anh nhờ thay người nghe. Mấy bữa nay có gọi về nhà không? Dạ có. Hả? Có. Chắc nhớ con lắm hiện. Nhớ con không? Con cũng nhớ. Con phải gọi bỏ con nhà tư. Sao mày bỏ con vào đây hả? Dạ, sao mày con ơi là đau thương đó. Mẹ mẹ đang bị đau lắm. Có tóc không? Em cũng vậy ha, cố gắng lo cho vợ nha. Dạ. Thì anh nói rồi, xuống cái này là có gì cứ alo cho anh thôi, không có gì là phải lo lắng hết ha. Dạ. Em xuống cái này em lo lắng nhất cái gì? Em có thể chia sẻ cho anh biết không? Lo lắng sợ không có tiền đúng không? Dạ. Thì đi mua đồ ăn có khi mua mấy 20 nghìn thấy ít quá cơm nữa. Không dám mua nhiều. Mua 20 nghìn cơm mà thấy ít quá hả? Dạ. Ít cơm mà nhiều tiền quá đúng không? Dạ. 20 nghìn thì bằng như ở trên đó đôi lúc đi làm cũng nửa ngày á hả? Đi làm như trên đó đi làm một ngày là mấy tiền? Như bắt cay vậy gì đó là ngày mấy tiền? Không theo tới 120 chứ mấy. 120 ngàn một ngày. Dạ. 120 ngàn mà đi làm cực lắm đúng không? Dạ. Xuống đây mà đi mua lạc vàng thì tiết tiền hả? Dạ. Không, nhưng mà phải mua cho vợ này. Tí nữa xuống mua sữa rồi mua đồ ăn nghe. Dạ. Chiều này anh sẽ đem ngủ cốc với lại quần áo xuống cho chiều nay. Dạ. Mai cũng có cái giường thì cái giường tối ngủ ở đó không đỡ thì. Dạ. Thôi anh xuống đây thăm chút hi, rồi chia sẻ đến cô chú anh chị theo dõi đó ha. Cố gắng ở đây lo cho vợ ha. Cứ lần đi xuống lần khó đó, nên là cố gắng hi. Chỉ có giờ bà vướng bận là con ở nhà thôi chứ còn đâu có vướng bận gì nữa đúng không? Dạ. Ở nhà có lo việc gì ở nhà không? Dạ lo ba mẹ làm ruộng rẫy không ai làm cho nó. Lo ba mẹ làm ruộng rẫy hả? Dạ. Rồi giờ lại ba nội cũng đau nặng trên kia. Ba nội đau nặng hả? Dạ. Rồi thì nói chung cố gắng chứ vợ đi xuống đây em thấy không? Đi xuống đây làng khó chứ đâu phải. Sao đi mà bữa rồi thấy anh đi như vậy là sợ luôn á hả? Vừa rồi đi sau chúng dưới này có hồi hộp không? Trên đường đi sau thấy có hồi hộp không? Có hồi hộp không? Dạ có. Đi từ nhà bé đấy thì ba xuống đây là đi gần 7 tiếng đồng hồ đúng không? Đi gần 7 tiếng đồng hồ từ Tây Giang quý vị, sát biên giới Lào đi xuống tới đây. Thôi hôm nay hãy cũng đến đây thăm bé ba chút ha, rồi cùng chia sẻ đến cô chú anh chị. Thì ngày mai thì bé ba mổ cái chỗ vết lét đó quý vị ơi. Rồi có gì buổi sáng chắc mổ buổi sáng ha. Dạ. Rồi mổ xong rồi có gì cho anh hai quá ha. Dạ. Rồi còn bây giờ có gì em mua sữa rồi cho vợ uống, có mua sữa mua chi không? Dạ có. Mua sữa mua yến rồi đó ha. Dạ. Thôi vậy ha, bé ba cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Vậy có gì chiều anh xuống rồi nói luôn ha. Rồi hãy cũng xin cảm ơn quý vị cô chú anh chị đã theo dõi video nha. Xin chào tạm biệt tất cả quý vị ạ. Dạ. Ủa chứ đi đâu mà lại kia luôn hả? Ông kia. Anh nói xuống đây nè. Đây nè. Anh đây cái bánh này, cái bánh này. Anh lại cầm ăn bánh này với lại cái cốc này. Cái cốc này bên này có hướng dẫn sử dụng đó nha, mà phải có nước sôi. Với lại em thấy cái ông thọ đó, em mua một cái ông thọ hoài luôn của này. Cái này là nhớ.
quá, đúng là ông to quá rồi. Ở đây quần đi vòng lại đây vô đi, cố gắng đi. Rồi anh đi đây, có việc chứ.